mọi người, hôm nay mình sẽ lột dừa để làm món dừa dầm nha mọi người. Mình có dừa xiêm nè, dừa xiêm để mình lấy nước để mình nấu rau câu dừa đó. Còn đây là cái dừa để mình lấy nước cốt dừa nha mọi người. Bây giờ mình lột dừa nha mọi người. Mình lột dừa khô trước rồi mình sẽ chặt dừa xiêm sau á mọi người. Mọi người ơi, ở nhà mình á, cái gì cũng không có hết, chỉ có mỏ dừa là nhiều thôi mọi người ơi. Ăn dừa thì vô tư bao la. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ chặt cái dừa xiêm này để mình lấy nước mình nấu rau câu dừa nha mọi người. Bây giờ mình sẽ dán nước cốt dừa nha mọi người. Nước cốt dừa này là một nửa là mình để mình thấm nước cốt dừa, còn một nửa là một lát mình sẽ làm trên cái lớp mặt của rau câu dừa mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ lượt cái nước dừa xiêm này cho nó hết cái cặn nha mọi người, để mình nấu rau câu dừa. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ nấu rau câu nha mọi người. Mình sẽ nấu với một gói rau câu này nha mọi người. Mình sẽ cho rau câu này ra chén. Mình cho một gói rau câu 10g luôn nha mọi người. Tiếp theo là mình sẽ cho đường vào. Mình sẽ trộn đường với rau câu cho nó đều vào nhau nha mọi người. Mọi người ơi, nước dừa mình bắt lên bếp mình nấu nó sôi lên rồi. Bây giờ mình sẽ cho bột rau câu vào nha mọi người. Mình khuấy cho bột rau câu với đường nó tan hết trong nước dừa mọi người. Rồi mình sẽ tắt bếp nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ cho rau câu này ra cái mâm nha mọi người. Mọi người ơi, cái phần rau câu lúc nãy á, mình múc ra khuôn á, mình chừa lại đây là một nửa nữa nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình cho cái phần nước cốt dừa vào trong son mình nấu tiếp nha mọi người. Mọi người ơi, cái nước cốt dừa mình bỏ vô rau câu á, mình nấu nó sôi lên. Bây giờ mình sẽ tắt bếp mình múc ra mâm nha mọi người. Đổ tiếp lên cái lớp mà lúc nãy mình đổ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thắng nước cốt dừa nha mọi người. Mình có khoảng một muỗng bột nếp nè mọi người. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng nước cốt dừa để bột nó tan ra nha mọi người. Mình cho vào trong nước cốt này khoảng 8 muỗng đường nha mọi người. Mình khuấy cho đường tan lên. Mình dằn vào đây một chút xíu muối nữa nha mọi người. Mình sẽ cho cái bột nếp lúc nãy á vào từ từ luôn. Sau đó mình khuấy cho đường nó tan hết rồi nước cốt dừa nó sôi lên là mình tắt bếp mọi người ơi.
Mọi người ơi, bây giờ cái cơm dừa mình sẽ cắt sợi ra nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ cắt rau câu dừa ra nha mọi người. Mình sẽ cắt miếng vừa ăn nha mọi người. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mẹ xí muội có làm cái món dừa dầm nè các bạn ơi. Mời mọi người cùng ăn dừa dầm với mình nha. Đó, mẹ trang trí cái mọng dừa và bọn muội lấy bọn muội ăn luôn. Rồi, đây, mời mọi người cùng ăn dừa dầm với mình nha. Mọi người ơi, trong cái ly dừa dầm của mình gồm có trân châu dừa nè mọi người. Đây, trân châu dừa. Rồi có rau câu dừa nữa mọi người ơi. Rồi nước cốt dừa, đậu phộng và cái cơm dừa mình sắc sợi sợi. Mọi người ơi, xin mời mọi người cùng ăn dừa dầm với mình nha. Đây, đây là ly dừa dầm của mình nè mọi người. Đây, mình cũng có làm trong trái dừa nữa. Đây, một trái dừa là dừa dầm luôn. Nhưng mà trong trái dừa thì mình ăn thì sẽ không có nhìn thấy những cái thức ăn bên trong á. Cho nên là mình để trái dừa ở đây nha mọi người. Mình sẽ ăn cái ly. Đây, trong đây gồm có nè mọi người ơi. Mình có trân châu dừa nè. Đây, đây là trân châu dừa mình làm. Rồi đây là rau câu dừa nè. Rồi đây là dừa mình cắt sợi, đậu phộng nữa. Đó, nước cốt dừa nữa. Mình chan vô, rồi bỏ thêm đá vào nữa. Sẽ bỏ thêm ít đá. Nãy giờ đá nó cũng tan nhiều. Bỏ thêm ít đá nữa. Ăn cho nó mát lạnh. Mời mọi người cùng ăn với mình nha. Mình sẽ thử ăn rau câu dừa trước nha mọi người. Ngon, mát rượi luôn. Cái rau câu dừa này á mọi người, mình nấu bằng cái nước dừa xiêm nguyên chất luôn á. Cho nên nó rất là ngon nha, nó ngọt mà nó mát nữa. Mình bỏ vào đây một ít đường nữa cho nên nó ngọt á. Rau câu dừa thì một lớp ở dưới á thì là nước dừa, lớp ở trên là nước cốt dừa, nó rất là béo luôn. Mình có chan nước cốt dừa lên nữa. Nước cốt dừa dừa nhà mình trồng mà, cho nên làm nước cốt rất là béo luôn á mọi người. Đây, đậu phộng thơm thơm béo béo à. Còn đây là dừa mình dừa cơm dừa xiêm lúc nãy á, mình cắt sợi ra nữa nè mọi người, rất là ngon luôn. Dừa mát lạnh, dừa béo béo, ngọt ngọt, ngon lắm. Nhìn cái ly mình khuấy lên nè mọi người, rất là hấp dẫn luôn. Còn đây là bạn muội ăn cái gì vậy con? Ăn bắp. Lúc nãy á, cái trái dừa khô mà mình làm nước cốt dừa, mình nạo nạo nước cốt dừa, mình đập ra nó có cái mọng dừa nè mọi người. Bây giờ bạn muội đang ăn mọng dừa đó luôn. Ngon quá trời ơi. Hết đậu phộng. Đậu phộng nước ngoài đó con. Rau câu dừa ngon quá mọi người ơi. Đây, đây là dĩa rau câu dừa của mình nè. Trời nắng quá, trời nắng hơi chói mọi người. Cái miếng rau câu dừa nó có hai lớp nè. Một lớp là nước dừa, một lớp là nước cốt dừa. Còn đây là trân châu dừa. Trân châu dừa của mình hôm bữa trước đó mình có làm rồi đó mọi người. Mọi người muốn biết cách làm trân châu dừa thì coi dưới phần mô tả giùm mình nha. Đây là dừa mình sắc sợi nè. Đây là nước cốt dừa. Nói chung là cái ly dừa dặm này thành phần của nó toàn là dừa không. dừa và dừa thôi. Mình chỉ bỏ thêm đá với ít đậu phộng rang lên là có một ly dừa dầm rất là ngon luôn, ngon tuyệt vời luôn. Mọi người ơi, các cái thành phần mà mình làm cái món dừa dầm á, mà mình để mình ăn riêng từng phần á, nó cũng rất là ngon nha. Rau câu dừa này nè,
mình ăn không nó cũng rất là ngon luôn á. Ăn không mà mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh á là ăn rất là ngon luôn, mát lạnh. Cái trân châu dừa này mà mình ăn trân châu không cũng rất là ngon luôn. Còn cái dừa này mình ăn cũng rất ngon luôn, nước cốt dừa mình ăn không cũng rất ngon. Cái nào mình ăn riêng một phần của nó cũng rất là ngon hết. Còn này mình kết hợp tất cả các loại lại rồi mình làm giống như là một ly chè vậy mọi người. Mời mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Bạn Mười ăn không? Mẹ đút cho bạn Mười miếng rau câu nè con. Không ăn mụn dừa nữa hả? Nè, ăn rau câu rồi nói cho các bạn xem nghe có ngon không? Rồi, bạn ấy đi nữa rồi. Bạn Mười mê chơi quá. Mọi người ơi, vậy là cái video làm dừa dầm của mẹ xí muội đến đây là hết nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye. Đúng rồi, mình tắt đây.